Hello, xin chào các bạn. Meta đây. Meta đã quay trở lại với các bạn trong những video vô cùng tuyệt vời, chúc các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Meta là một tiến sĩ khoa học y sinh và hiện nay là mình đang sống tại Mỹ. Mình ở đã có mặt ở đây cũng rất là lâu rồi. Nên là nhưng mà do thời gian, công việc, nhiều thứ rất là bận nên mình không có video thường xuyên. Và ngày hôm nay Meta nhận được cái email từ một bạn, bạn hỏi cho trường hợp của em gái của bạn 31 tuổi về À, ung thư tuyến giáp có nên phẫu thuật sớm hay không Nội dung của email bạn gửi cho Mita như sau à, Chị Mita ơi, em biết chị rất là bận nhưng em mong chị có thể cho em một chút lời khuyên về cái email này hay không Em gái của em mới phát hiện ung thư tuyến giáp Bác sĩ khuyên là yêu cầu mổ để cắt bỏ phần U Em có hỏi qua và được biết chút thông tin về bác sĩ Tây Y khuyên rằng là nếu ung thư tuyến giáp thì nên phẫu thuật sớm và loại ung thư rất là dễ chữa, à, tỷ lệ khỏi hoàn toàn thì rất là cao. Tuy nhiên em lại khuyên em gái em không nên cắt sợ sau này phải xạ trị rất là hại. À, thay vì đó thì thôi để chữa lành bằng cách ăn uống hoặc là sinh hoạt. Em um, không biết là em khuyên như vậy có đúng hay không, mong lời khuyên từ chị Mita và bạn có gửi kèm thêm một cái file hình ảnh là được khám tại một cái phòng khám ở phòng khám ở Hà Nội. Và cái phòng khám này cho kết luận rằng là nhân thùy phải tuyến giáp Tiras 4. À, thông qua xét nghiệm tế bào. Và kết luận là carcinoma thể nhú của tuyến giáp à, Tiras 4 à, ghi như thế này. Ok thì ở trong cái email này bạn lăng tăng uh, một số điều à, mình chốt lại điều thứ nhất đó là khi bị ung thư tuyến giáp thì có nên phẫu thuật sớm không điều thứ hai bạn lăng tăng là phẫu thuật thì sau này phải xạ trị rất có hại và điều thứ ba là bạn cũng quan tâm là nên chữa lành bằng phương pháp uh, tự nhiên uh, là thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt hả ờ 3 okay, ba điều này thì chúng ta cần phải làm rõ trong cái video này và hy vọng là à, cái video này không những trả lời cho bạn mà cho rất là nhiều bạn có nội dung tương tự bạn có thể tham khảo thêm tại vì cái nó rất là dài Mấy tao không có thể trả lời qua tin nhắn được hoặc là đôi khi trả lời qua email bạn đọc là không hiểu nữa mắc công lắm đầu tiên á, là à, bạn tìm hiểu chút xíu về à, các loại ung à, thư tuyến giáp à, căn bản mà hiện nay là các bác sĩ hay sau khi kiểm tra xét nghiệm rồi các bác sẽ uh, ghi chú là có bốn cái loại căn bản thì nhìn chung trong cái bốn loại ung thư này á, thì ung thư tuyến giáp thể nhú là như trong cái trường hợp mà tạm kết luận ở cái phòng khám mà bạn đã gửi cái tin nhắn cho Mita đó thì uh, là loại nhẹ nhất và có nghĩa là uh, có khả năng phục hồi và chữa lành hoàn toàn đó là là có tiên lượng là là tốt nhất đó cho nên là không có lo gì hết trơn đó là bước một như vậy. Tuy nhiên á là Meta vẫn muốn rằng là khi mà mình khẳng định mình có bị ung thư hay không thì mình muốn cái người bệnh này phải được khám ở các cơ sở à, y tế uy tín và khám không phải chỉ có một lần và khám vài ba lần và lựa chọn một vài nơi mà mình 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 tin cậy hơn có nghĩa là được sự chia sẻ tìm hiểu thêm thông tin từ các bác sĩ chuyên khoa nữa rồi mình mới đưa ra cái quyết định cuối cùng là mình thuộc cái loại bệnh nào cụ thể vì nhiều khi mình bị kết luận nó chưa có chính xác và mình đưa ra các phương pháp điều trị nó sớm quá mà nó bị sai lệch thì nó có nhiều hậu quả về sau và Mita có rất là nhiều bệnh nhân à, gặp rất là nhiều những cái hậu quả trong một quá trình điều trị rất là lâu dài và điều trị sai lệch nữa xong đến cuối cùng là có rất là nhiều cái vấn đề khó khăn trong cái cuộc sống này làm cho cuộc sống nó khó khăn quá nên các bạn là tìm tới meta và tìm cách để à, gọi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của họ do đó là meta khuyên bước một là à, mình chưa À, chắc chắn rằng là mình bị ung thư tuyến giáp, thể nhú như trong cái cái phòng khám đi khám mình chưa có tin chắc ngay đâu, mình thử đi khám thêm một vài cái cơ sở uh, y tế có uy tín hơn, uh, uy tín nữa để mình khẳng định hai ba cái gì đó, rồi mình khẳng định nó chắc chắn một chút rồi mình đưa ra cái quyết định điều trị sau ha. Đó là ý thứ nhất là rất là quan trọng bạn cần phải làm. Điều thứ hai nữa là À, có phẫu thuật sớm hay không thì trong cái việc mà phẫu thuật tuyến giáp thì bạn lăn tăng đến rất là nhiều cái yếu tố nhưng cái điều yếu tố nhất quan trọng mà Mita muốn chia sẻ với bạn đó là um là mình khi mình phẫu thuật á thì mình sẽ bị có những cái hậu quả như thế nào sau khi một người sống với không có tuyến giáp chỉ tuyến giáp nó có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể hay không thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu cái điều này thì nó quan trọng hơn đừng có lo lắng đến cái việc là sau này phải hóa xạ trị gì đó cái đó là chỉ là một cái phần phụ thôi cái phần quan trọng nhất là khi mình không có tuyến giáp thì đời sống của mình con người của mình nó có gặp những cái khó khăn này gì như thế nào ra sao đó thì bạn biết là cái cái một trong những cái điều mà khó khăn nhất mà các bác sĩ phẫu thuật là bác sĩ không chia sẻ đối với bệnh nhân à, đó chính là bác sĩ sẽ cố gắng bảo vệ cái tuyến cận giáp khi phẫu thuật tuyến giáp à, cái tuyến cận giáp là một cái tuyến cực kỳ quan trọng cho cơ thể của mình thì chúng đóng một cái vai trò là điều chỉnh lượng canxi trong máu à, tuy nhiên là khi mà phẫu thuật á là các bác sĩ rất là khó khăn trong cái việc bảo vệ cái tuyến này cho nên nhiều bạn là bị mất đi hoặc là như thế nào bị không có cái tuyến cận giáp này không có được hoạt động bình thường sau đó nữa cho nên các bạn bị rơi vào trong cái tình huống là thiếu hụt canxi máu và một loạt cái vấn đề khó khăn cho những cái đời sống diễn ra sau cái chuỗi mà bị thiếu hụt canxi máu đó thì những cái trường hợp mà nhẹ thì được ghi nhận như là bệnh nhân hay cảm giác lạnh lạnh người và ăn uống khó khăn tiêu hóa khó thêm một chút nặng hơn thì bệnh nhân có thể là chậm chạp, lờ đờ, trầm cảm, rồi rối loạn tiêu hóa, táo bón, tiêu chảy, linh tinh, hạ natri máu, tăng li máu, rồi nặng nhất là dẫn đến những cái biến chứng vấn đề về tim mạch và thậm chí có một số trường hợp thì suy giáp tạm thời nhưng có khá là nhiều trường hợp là suy giáp vĩnh viễn. Vì vậy cho nên đó là mình nghĩ rằng mình có quyết định phẫu thuật hay không quyết định phẫu thuật mình cần phải tham khảo nhiều ý kiến của chuyên gia hơn nữa để mình khẳng định được rằng đây là cái vị trí các khối u nhất định phải phẫu thuật để bảo vệ cái sức khỏe tổng thể của mình thì mình sẽ phẫu thuật. Còn nếu nếu mà thấy nó chưa có phải quá khẩn cấp cần thiết thì mình có thể tìm những cái phương pháp khác để mình cải thiện sức khỏe và mình theo dõi tái khám có thể là 3 tháng một lần hoặc là 6 tháng một lần để mình theo dõi cái tình trạng sức khỏe về cái tuyến giáp của mình đã phát triển theo chiều hướng nào rồi mình sẽ có những cái biện pháp phù hợp trong cái thời điểm đó thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái lời khuyên mà Meta muốn bạn à hiểu rõ về nó ha. Rồi và việc cái việc lo lắng là mình phẫu thuật sau này phải hóa xạ trị cái điều đó không phải quá lo, không phải tất cả bệnh nhân khi phẫu thuật tuyến giáp đều phải xạ trị, à, cũng không phải cái việc xạ trị đó nó 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 kinh khủng cho tất cả mọi người có nghĩa là có rất là nhiều trường hợp người ta phẫu thuật xong người ta uh, xạ trị thì người ta vẫn sống khỏe 2, ba bốn năm chục năm không có vấn đề gì cả cũng có một số trường hợp thì nó nó trở nên tệ đi nhìn chung thầy ở đây nó tùy thuộc vào rất là nhiều cái đặc điểm khác nhau của người bệnh và môi trường sống của người bệnh và nhiều cái yếu tố khác nữa cho nên mình không thể nhắm đến cái phương pháp đó là phương pháp duy nhất và đưa ra cái hậu quả nghiêm trọng và một điều quan trọng nhất là mình muốn học trong cái vấn đề là gọi là chăm sóc và cải thiện cái sức khỏe của mình Khi mình có một cái căn bệnh trọng thì mình cần phải làm như thế nào Thì sau đây thì Mita chia sẻ những cái phương pháp hiện nay Mà người ta có thể được xem là một cái phương pháp thay thế Trong vấn đề hỗ trợ và điều trị bệnh ung um thư tuyến giáp à, Thì bạn có thể tham khảo và bạn sẽ cố gắng nỗ lực thực hành Và cũng lưu ý rằng là những cái phương pháp thay thế này nó có thể được ghi nhận rằng ở trong nhiều người bệnh là người ta khỏi bệnh thật sự. Và cũng có thể ghi nhận rằng trong nhiều người bệnh người ta không có khỏi bệnh. Vì vậy cho nên là vẫn hiện nay cái phương pháp thay thế này không được gọi là phương pháp thay thế hoàn toàn các kỹ thuật y học hiện đại hoặc các phương pháp y học hiện đại. Nhưng mà các bạn cần phải sử dụng một cái phương pháp mà người ta muốn khuyên rằng là hãy lựa chọn nhiều phương pháp kết hợp và kết hợp sự thăm khám ở y ở bệnh viện các bác sĩ chuyên khoa có uy tín và kết hợp rất là nhiều phương pháp khác à, thay thế hỗ trợ để mình có một cái sức khỏe tốt nhất và mình được chữa lành hoàn toàn. Và ta muốn là các bạn hiểu cái ý nó nằm ở chỗ đó. thì mình tìm hiểu sơ qua một xíu uhm, nhớ là dù uh, như thế nào đi chăng nữa thì hãy sử dụng gọi là kết hợp nhiều phương pháp để có thể chữa khỏi được bệnh nhé. Hiện nay thì uh, có những cái phương pháp mà người ta sử dụng thay thế uh, để điều trị ung thư tuyến giáp đó là cái gì? Thứ nhất là người ta có thể sử dụng phương pháp là liều thấp với uh, iốt phóng xạ. Cái này cũng cần phải có bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ, bạn cũng không có tự làm được. đó mình nghĩ ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều nơi người ta đã áp dụng rồi, bạn thử tìm hiểu thêm phương pháp thứ hai đó là, là phương pháp tăng thân nhiệt. Cái phương pháp này thì ở có một số cái cái nghiên cứu khoa học nó không phải là tất cả bệnh nhân tuyến giáp đều hiệu quả với phương pháp này. À, nhưng mà một số cái nghiên cứu khoa học được ghi nhận rằng là ở cái 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 khu vực mà khối u ung thư á, là nó có cái khả năng uh, tản nhiệt nó bị uh, chậm và kém hiệu quả so với cái tế bào bình thường vì vậy cho nên là khi mà mình làm tăng cái vị trí thân nhiệt ở cái vùng khối u lên á thì mình có khả năng là tiêu diệt chọn lọc được một số nhóm cái tế bào ung thư mà à, gọi là nhạy cảm đối với nhiệt độ à điều này không có đúng với tất cả mọi ung thư nhưng mà uh, có một số trường hợp bệnh nhân của Meta có Meta đề xuất các phương pháp này các bạn tự thực hành thì các bạn cũng thu nhận được một số kết quả tích cực thì khi mà mình mình đưa ra cái mục tiêu ban đầu trong việc điều trị là mình chọn rất là nhiều các phương pháp kết hợp nên bạn cũng có thể tham khảo các phương pháp này thì uh, Mita chia sẻ các bệnh nhân là mình có thể sử dụng uh, uh, một cái quả bình bát đó quả bình bát ở Việt Nam có rất là nhiều Mình sẽ nướng cái quả bình bát nó nóng lên Sau đó mình sẽ hơ vào cái vùng khối u Ví dụ như tuyến giáp của bạn này là thùy phải Thì mình sẽ hơ vào vùng thùy phải Mình sẽ xác định cái vùng thùy phải Và khi mình hơ, mình cứ làm mỗi ngày khoảng 2-3 lần như vậy Và mình sẽ quan sát Thì cái phương pháp này là nó được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nó cũng không phải là phương pháp hoàn toàn thay thế các loại bạn dùng một phương pháp là hiệu quả đâu nha và kết hợp nhiều thứ nên bạn có thể tham khảo thêm cái phương pháp này. Mỗi ngày bạn có thể hơ 3 bốn lần, à, thì mỗi lần bạn có thể hơ từ 10 đến 15 phút, bạn cảm nhận cái độ nóng dễ chịu trong cái vùng này. Một số nơi khác thì người ta sử dụng một cái loại thảo dược người ta gọi là đặc biệt gia truyền gì của họ đó, nhưng nó cũng có cái tính nóng và người ta cũng sẽ hơ cái vùng khối u cái phần khu u này không không nhất định phải chỉ có tuyến giáp có khu u bất kỳ cái vùng nào mình cũng có thể sử dụng cái phương pháp này để kết hợp thêm trong những cái phương pháp mà mình có thể sử dụng trong quá trình điều trị và phương pháp thứ ba là mình có thể sử dụng những cái loại thảo dược à, có cái tính chất là à, gọi là tăng cường miễn dịch ức chế sự phát triển của cái tế bào ung thư à, ví dụ những cái loại mà được ghi nhận như là À, hoa đu đủ đực hay là à, được ghi nhận là nấm gọi là những cái loại nấm như là linh chi liêm xanh vân chi à, vân vân mình kết hợp vào rồi à, sáu tam phân đó mình sẽ kết hợp những cái thành phần đó mỗi một lượng lượng vừa phải để mình coi thăm dò cơ thể vì bạn muốn bạn trở thành là bác sĩ mà Thế nên bạn phải thăm dò một lượng nhỏ. Người ta gợi ý một lượng khoảng 5 đến 10 gram, bạn kết hợp lại và đun nấu uống quan sát cái cơ thể của mình nó diễn ra như thế nào. Nếu nó đang diễn ra bình thường ổn định ngân nhiên là nó tốt rồi đó. Rồi còn chuyện mà nó có hết ung thư hay không đó là một chuyện tương lai rất xa. Vì vậy, vậy nên mình không có thể ghi nhận được nó có kết quả ngay trong vòng 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm được. Đầu tiên mình ghi nhận nó bình thường, nó ổn, nó không sao hết trơn coi như là một cái dấu hiệu ok ha thứ tư là phương pháp là sử dụng hóc môn là ức chế cái hóc môn tsh nên mình có thể cái này cũng cần phải tham khảo chuyên gia và thứ năm là sử dụng gmso cái này cũng là một cái ý tưởng trong phòng thí nghiệm và một số nơi thì người ta vẫn áp dụng vào cũng cần có chuyên gia theo dõi mới được và thứ sáu nó là cái phương pháp là acid retinoid thứ bảy đó là phương pháp trị liệu miễn dịch à, Thứ tám là phương pháp oxy cao áp 100%, khoảng từ 2 đến 3 uh, atm. Uh, cái oxy cao áp này mình có thể áp dụng được, mình không cần uh, phải chuyên gia. Thì uh, bạn, uh, bạn có thể có một cái bình oxy nguyên chất mình có thể sử dụng và mình hít uh, thêm vào để mình nạp cái oxy thật nhiều vào trong cơ thể thì khi mà sử dụng các phương pháp này thì mình đang cố gắng gọi là mình làm cho cái DNA bị sửa sai đó có là gọi là cái gen của mình á được sửa sai à, sửa chữa lại những cái lỗi sai à, và mình sẽ giảm thiểu đi cái tế bào ung thư nó tiếp tục phát triển mình có thể áp dụng phương pháp này dễ phương pháp thứ chín là laser mức độ thấp cái phương pháp này cũng cần chuyên gia hỗ trợ và phương pháp thứ 10 là phương pháp cuối cùng mà phương pháp cũng đơn giản nhất mà ngày nay người ta áp dụng nhiều để thay thế đó là phương pháp thân tâm. Theo WHO nói rằng là mình không có một cái sức khỏe thể chất khỏe mạnh khi mình có một cái tinh thần tệ. Cho nên là mình cần phải thực tập cái điều này và Mita khuyến khích mọi người thực tập cái điều này rất là mạnh ở trên kênh YouTube Meta chia sẻ nhiều lắm các bạn phải thực tập cho mình có một cái cơ thể khỏe mạnh về tinh thần tươi vui khỏe mạnh mình vui chơi hưởng thụ cuộc sống hả chăm sóc sức khỏe bản thân của mình không chỉ tập trung vào vấn đề ăn gì uống gì làm gì mà mình cần phải chăm sóc về cái giá trị về mặt tinh thần nữa mình mình vui chơi mình đi du lịch, mình chia sẻ, mình làm sao cho mình vui mỗi ngày, mình càng vui nhiều, thì mình sẽ khỏe hơn, miễn dịch của mình sẽ tốt hơn, mình mình sẽ ngủ ngon hơn, à, vân vân và vân vân. Bạn sẽ xây dựng cho bạn một cái kế hoạch tập luyện nào là thể dục thể thao, nào là ăn uống, nào là các bạn vui chơi, điều chỉnh công việc giảm sự căng thẳng. À, điều chỉnh giấc ngủ để cho giấc ngủ điều độ và tốt, bổ sung thêm những cái thảo dược cần thiết, bổ sung thêm những cái gọi là có thể là những cái dinh dưỡng bổ sung mà mình ăn uống không có đủ chất. Vì Meta khuyến khích bạn là hãy trở thành một người ăn thực vật à, toàn phần. À, cái nào cần nấu chín thì mình sẽ nấu chín, cái nào mình ăn sống thì mình nên ăn sống để cân bằng dinh dưỡng cân bằng amino uh, acid uh, gọi là protein hoàn chỉnh á, rồi cân bằng enzyme, rồi cân bằng uh, vitamin và khoáng chất thì bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn. Rồi uh, bạn cũng luôn luôn dành thời gian cho vấn đề là tập luyện về vấn đề tâm thức của mình, mình phải cần phải có một cái đức tin. Đức tin nào cũng được. À, có đức tin còn hơn không có và bạn sẽ cố gắng dành thời gian để thực tập với cái niềm tin của mình vào cái cuộc sống này và bạn luôn luôn làm những cái việc thiện lành để mình có tăng thêm niềm vui và lúc nào làm mình cũng nên gọi là trong đạo Phật người ta dùng cái từ là hồi hướng đó. Nhưng các đạo khác thì không có phải cái từ đó thì có cái từ khác. Nhưng mà nó giống như một cái kiểu rằng là mình thể hiện sự biết ơn, sự chia sẻ, mình chia sẻ những cái việc thiện lành tốt đẹp của mình dành cho những người thân. À, những cớ mối nhân duyên mà mình gặp phải, Nó giống như là mình thể hiện sự biết ơn sâu sắc từ bên trong của mình ấy, thì lúc này cuộc đời của mình sống nó nhẹ hơn, là đơn giản hơn và nó tươi vui hơn. thì chính nhờ như vậy nên bạn phải có, bạn sẽ có được là cái bữa ăn nó ngon miệng, có một cái giấc ngủ nó ngon và tinh thần nó thoải mái và chính nhờ như vậy thì bạn có thể vượt qua được bệnh tật và meta hy vọng rằng là bạn sẽ tham khảo thêm nhiều cái video khác ở trên kênh YouTube Meta Trần để hỗ trợ thêm cho cái quá trình chăm sóc sức khỏe mà vượt qua một cái căn bệnh như bạn đang gặp phải ở đây. Meta muốn các bạn nghĩ rằng là khi mình bị ung thư thì Meta cũng không thể nói rằng là các bạn đừng có lo gì nhưng mà hãy cho cơ thể của mình cơ hội được tự chữa lành và được tươi vui và được sống trọn vẹn và hãy cố gắng nỗ lực trong từng ngày từng tháng của mình cho nó hiệu quả đừng có để mà nó trôi đi một cách oan ngủ nhất à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này Hãy chia sẻ cho những người bạn của bạn Và những người nào có những cái vấn đề tương tự Thì giúp họ có thể tự tin hơn vững vàng hơn để vượt qua những cái căn bệnh mà họ đang gặp phải. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ quên những cái video mới của Mita nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.